thực ra nếu như mình đang theo đuổi cái mà mình muốn đi, thì cho dù nó có khó khăn, có vất vả, thì thực ra đó là cách mà mình đang trân trọng mình, đó là cách mà mình đang củng cố cái giá trị của mình. Xin chào mọi người tới với podcast cùng với Sarah. Đây là nơi mà mình kể mọi người nghe về hành trình tìm kiếm kho tàng của mình, những bài học mà mình đúc kết được. Để mà ở chỗ đó ngoài kia có ai thấy cô đơn trên hành trình của bạn, thì mình mong bạn cảm thấy được sẻ chia, có thêm động lực, cảm hứng để tiếp tục bước tiếp. Những chủ đề sẽ xoay quanh tình yêu, sự tự do và lòng can đảm, bởi đây là những giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi trong cuộc sống của mình. Hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Thực ra nhá, mình cũng không biết là tại sao mình lại chọn thứ tư là cái ngày mà mình sẽ upload video nữa. Có thể là kiểu tự nhiên mình có cái cảm giác là cái thứ tư nó sẽ hợp lý. Mình nghĩ thì kiểu chủ nhật thứ bảy thì mọi người sẽ đi ra ngoài chơi. Còn thực ra chắc không ai nghe podcast vào kiểu thứ bảy chủ nhật được, đúng không? Mình không biết nữa. Hoặc là nếu mà vào kiểu buổi sáng đi, thì mình nghĩ là kiểu mọi người cũng bận đi làm, nên là mình chọn một cái ngày kiểu giữa tuần, buổi tối thì mình sẽ up lên. Hy vọng là kiểu mọi người sẽ đi làm về, xong rồi sẽ có một buổi tối nghỉ ngơi, thư giãn, xong rồi chill chill ngồi nghe podcast, mình nghĩ vậy. Hôm trước thì mình có ngồi xem lại cái podcast đầu tiên của mình, thì mình cảm thấy là mình hơi căng thẳng. Nghĩa là kiểu cái hôm đấy khi mà mình quay kiểu cũng lâu rồi không ngồi trước máy quay, mình thấy mình cũng hơi căng thẳng. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một cái ly nước ở đây để cho cảm thấy là không bị căng thẳng. Thì trước khi bắt đầu cái video này, mình sẽ uống một ly nước. Nói vậy chứ nhưng mà mình cũng phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình là phải uống nước nhiều hơn. Tại vì có những cái lúc mà mình sẽ cứ bận làm việc mà mình sẽ không nhớ cái việc là mình cần phải uống đủ nước. Chỉ trừ những cái lúc nào mình đi tập, mỗi lần tập xong rồi tất nhiên là cái cơ thể của mình nó sẽ đưa cho mình một cái tín hiệu là mình sẽ phải uống nước. Nhưng mà thường, bình thường thì nó uống nước đều hay không ấy, thì thi thoảng cũng quên nhiều lắm. Hôm nay thì mình muốn làm một cái video mà cũng chill chill ngồi nói chuyện với mọi người, gọi là tâm sự cũng không phải, gọi là kể chuyện thì cho nó vui thôi. Một cái video mình muốn kể về cái cuộc hành trình gọi là thay đổi trong fitness của mình, nhưng mà qua một cái góc nhìn mà của một người nhìn lại đi, hoặc là của một cái ngôi thứ ba, không biết mình dùng đúng từ không, nhưng mà mọi người có bao giờ tưởng tượng ra một cái tự nhiên nhìn cái cốc nước và thấy giống một cái vòng tròn, như này này, thì đôi khi á, chúng mình sẽ ở trong cái vòng tròn đấy và chúng mình sẽ nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng mà sẽ không bao giờ có thể nhìn bao quát được cái vòng tròn này hết. Và hôm nay thì mình nghĩ là kiểu mình muốn đặt cái vòng tròn đó xuống, sau đó thì kể cho mọi người nghe cái câu chuyện của cái vòng tròn đấy qua góc nhìn của một người bên ngoài. Thì trước khi mình sẽ phân ra đi, trước khi cái khoảng thời gian mình livestream, mình gặp mọi người ở trên Facebook nhiều hơn, thì cái đoạn livestream á, mọi người comment rất là nhiều trên những cái video của Sarah là ôi sao Sarah khỏe thế, rồi sao mà tập được như này, tập như này làm sao mà tập được, sao mà tập khỏe thế. Thì từ cái thời điểm đó mình cũng kiểu tự sực ra, mình mới thấy là ôi mình khỏe thật à. Tại vì mọi người biết là trước cái lúc mà mình được gặp gỡ mọi người trên livestream á, thì có một khoảng thời gian rất là dài là mình đã tự tập rồi. Mình không phải là kiểu tự nhiên đã khỏe. Đúng là mình là một người mà mình thích thể thao từ bé, nhưng mà mình cũng không phải là một đứa kiểu quá khỏe từ bé. Mình nhớ ngày xưa mình đi thi đẩy gậy, mình cũng chỉ được kiểu giải mà kiểu thắng có mất được một người thôi. Mình nghĩ mình là một người có một cái thông minh về mặt cảm nhận cơ thể, mình nghĩ thế, nên là mình có thể tiếp cận được với những cái bài tập nó nhanh hơn. Nhưng mà còn về những cái liên quan đến endurance, liên quan đến thể chất, thì những cái đó là nó hoàn toàn là nó phải tự rèn luyện. Và trước cái khoảng thời gian đó, mình sẽ có khoảng thời gian dài từ hồi mình đi học đại học này, từ mình training làm huấn luyện viên này, thì mình cũng chật vật nhiều lắm. Có những cái khoảng thời gian là mình kể cho mọi người câu chuyện này rồi sao á, mình trải cái thảm trong
cái phòng bé tí, xong rồi có cái gương đó, xong rồi tự tập, xong rồi xoay xoay cái bụng đó, xong rồi mình cũng kiểu nước mắt ngắn nước mắt dài cái hôm đó, bởi vì tự nhiên mình thấy mình cũng hơi tủi thân. Hay là kiểu có những đợt mà mình cũng diet dữ lắm, mấy cái chế độ kiểu như low carb keto rồi intermittent fasting, cái cả là detox 12 ngày mình đã thử hết rồi. Thì mỗi cái lần mà mình thử cái đó như vậy á thì thực ra nó rất là struggle. Nó không có như bây giờ, như bây giờ thì mình ăn uống nó thoải mái hơn, nhưng mà cái hồi đó mình cũng vật vã lắm. Kể cả có những hôm mà mình đi làm lễ tân đó, hôm qua mình vừa kể câu chuyện này cho chị bạn mình xong, là mình đi làm lúc 10 giờ sáng, xong rồi đến 9 giờ tối khi hết ca mọi người đi về đó thì mình mở video lên để mình tập. Thì hồi đó mình nhớ là mình tập bài của Chloe Ting 30 phút hay là 45 phút gì đấy, mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà bài đó rồi body weight thôi á, mà mình cũng phải thở hổn hển á. Thì mình nghĩ là khi mà mình nhìn ở những cái góc độ như vậy đi thì mình mới thấy là thực ra bất cứ một cái thành quả nào nha, về cả về mặt thay đổi cơ thể này rồi khỏe hay là không khỏe gì đó, nó đều đến từ những cái sự nỗ lực và những cái sự cố gắng bền bỉ, và đôi khi nó không có ai ở đó với mình hết. Thì khi mà mình livestream, mình được gặp gỡ mọi người thì mọi người mới biết đến mình lúc đó thôi, chứ còn trước đó thì thực ra đâu có ai lại chia sẻ cái hình ảnh mặc bộ đồ ngủ xong rồi nằm trước cái thảm xong rồi lăn lăn bụng đâu, đúng không? Tại thời điểm đó mình sẽ hay tự hỏi như vậy, thì mình có yêu bản thân mình không? Tại sao mình lại hơi hà khắc với bản thân mình như thế? Sao mình lại kiểu như nghe thì giống như kiểu mình tra tấn cơ thể của mình? Và mình cũng nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn nghĩ theo hướng như vậy. Nhưng mà khi mà chúng mình nhìn một cái góc độ nó khác đi á, đúng vào lúc đó chúng mình cũng hơi mệt thật nha. Nhưng mà mình phải suy nghĩ về cái mục đích của mình. Tại sao mình lại muốn vượt qua những cái thứ đó? Và đến thời điểm bây giờ khi nhìn lại, đúng là mình đã vượt qua những cái thứ đó rồi. Nhưng mà cái gì là cái làm cho mình có thể vượt qua những cái điều như vậy? Thì thực ra cái động lực lớn nhất á, nó nằm ở bản thân mình kìa. Cái động lực lớn nhất là bởi vì mình muốn nhìn thấy bản thân mình tốt hơn, mình muốn có cái sự tự tin, mình muốn nhìn cơ thể của mình và mình cảm thấy tự hào, mình yêu thương cơ thể của mình. Thì đấy là cái mà mình cảm thấy mình muốn có thể đạt được. Tất nhiên là cái mục đích đầu tiên á, thì có thể là nó sẽ hơi bị ảnh hưởng từ người khác, hơi bị ảnh hưởng bởi môi trường. Có thể người nào đó, mình không nhớ chính xác nữa, chắc là kiểu cô hàng xóm hay là cả mẹ mình thì cũng hay bảo với mình là tại sao béo thế, rồi nhiều cái lắm. Thì lúc đấy tự nhiên mình mới khựng lại, mình mới nhìn bản thân mình. Thì mình nghĩ là đó là những cái động lực đầu tiên để mình bắt đầu mình quan sát bản thân mình. Nhưng mà mình càng đi sâu vào thì mình càng thấy là nếu như á, mình happy với cái cơ thể của mình tại thời điểm lúc đó thì mình đã không có những cái phản ứng tiêu cực với những cái lời nói từ phía bên ngoài. Khi mà mình có những cái phản ứng tiêu cực với những cái lời nói bên ngoài thì có nghĩa là thực ra bản thân mình cũng có cái góc nhìn đó về mình thật. Và đó là cái lý do tại sao mà mình muốn thay đổi. Và tất nhiên là khi mà mình muốn thay đổi tại cái thời điểm bắt đầu đấy đi, nó tất nhiên là phải có những cái khó chứ, đúng không? Nếu như mà kiểu cái gì muốn cái làm được luôn thì tự nhiên mình sẽ lại không trân trọng. Thì mình nghĩ cái đó nó không phải là bởi vì mình không yêu bản thân mình. Mình nghĩ cái đó nó bởi vì mình có yêu bản thân mình, mình nhìn nhận bản thân mình và mình muốn thay đổi cũng bởi vì bản thân mình. Những cái nỗ lực mà chúng mình đặt vào cho chính mình thì đó là tình yêu chứ, đúng không? Mình nghĩ yêu thương một ai đó hay yêu thương một cái gì đó hay kể cả yêu thương bản thân mình là khi mình dành thời gian cho nó, khi mà mình dành thời gian làm cái mình thích, dành thời gian làm cái mà mình cảm thấy là bản thân mình tiến bộ hơn, dành thời gian với những người mình yêu thương, thì đó là cách mà mình yêu thương một cái thứ gì đó, đúng không? Thì đến sau khi cái thời điểm đó đi thì mình cũng hơi chiêm nghiệm được ra cái suy nghĩ đấy. Mình vẫn tiếp tục cố gắng thôi. Thì mọi người cũng thấy là cái đợt mọi người xem mình livestream khỏe thì đúng là cũng khỏe thật, nhưng mà nếu mà nó là kiểu cái cơ thể nó đã gọn gàng chưa thì thực ra người mình lúc đấy nó cũng hơi đầm. Mình không cảm thấy là kiểu mình rất mập, nhưng mình cảm thấy là kiểu mình vẫn chưa có cái sự
tự tin hoàn toàn ấy. Nghĩa là mình vẫn có những cái điểm mà mình cảm thấy mình không thích của mình. Mình sẽ cảm thấy là tại sao mình tập mãi rồi cái eo mình không bé lại được. Mình sẽ cảm thấy sẽ có những cái điểm mà mình tại sao chân mình vẫn ngắn, tại sao mắt chân mình nó vẫn bự. Thật sự đấy là những cái suy nghĩ thật của mình, kể cả từ cái lúc mà mình livestream mọi người, mình đã vẫn có những cái suy nghĩ như vậy nha. Nhưng nó phải đến một cái đoạn rất là dài, mọi người sẽ thấy là cái khoảng thời gian mình livestream này, mình vẫn đi dạy này, rồi mình vẫn đi tập, mình ít khi nghỉ tập lắm. Nếu mà có nghỉ thì một là khi mình ốm hay nọ kia, hoặc là mình có vấn đề gì, hoặc là thi thoảng nghỉ một hai hôm để cơ thể mình recover thôi, chứ mình không có nghỉ. Nghĩa là đôi khi đúng là cũng hơi buồn, cũng hơi chán đấy, nhưng mà mình sẽ không bao giờ nghỉ tập hết. Tại vì mình nghĩ cái đó nó là một cái lời hứa, một cái cam kết của mình dành cho bản thân mình, thì mình không nên phá vỡ cái cam kết đó. Mình đã nói là mình đã làm cái gì đó thì mình phải làm cái đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Và đến một cái thời điểm mình nhớ là lúc đó mình có một cái vấn đề gì đó đó, thì mình không có ăn được, thì người mình nó bị gầy hẳn đi. Nhưng nó bị gầy thì nó sẽ kết hợp với cái việc là mình bị yếu. Bị yếu ở đây là mình tập không còn khỏe nữa. Mình đi tập, mình đi dạy là mình cứ hoa mắt chóng mặt đó, tại vì cái tinh thần của mình nó không có được tốt, nó cũng ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình nữa. Và cái lúc đó này là cái lúc mà mình cảm thấy được việc là mình không yêu bản thân mình này. Cái lúc đấy là cái lúc mà mình cảm thấy nha, mặc dù người mình nó gầy đi thật, mình cũng nhỏ ấy, mặc đồ nó cũng đẹp hơn ấy, nhưng mà mình không cảm thấy có cái tình yêu ở đấy. Mình không cảm thấy có cái sự tự hào gì về cái tình trạng lúc đấy của mình hết. Chia sẻ thành thật là như vậy. Mình không cảm thấy mình yêu đời. Tại vì mình rơi vào cái trạng thái đó mà. Thì tự nhiên lúc ấy mình sực mình nhớ ra là tại sao ngày trước đi, khi mà mình hơi mập một xíu đi, thì mình có cái suy nghĩ là mình không yêu bản thân mình. Đến bây giờ mình cũng gầy gầy đi rồi đấy, thì mình lại cũng không yêu bản thân mình. Vậy thì quay trở lại câu hỏi, như thế nào thì mình mới gọi là mình yêu bản thân mình? Thực ra mình thấy con người mình á, con người chứ nói chung á, chúng mình hay bị nhầm tưởng một cái, đấy là sống tại thời điểm hiện tại, hay nói là dễ hơn là kiểu mindfulness, với một cái là cuộc sống nuông chiều bản thân mình. Mình nghĩ mindfulness á, nó nằm ở cái đoạn là mình tận hưởng cuộc hành trình. Cho dù ở đó là niềm vui hay là nỗi buồn, thì mình sẽ tận hưởng cái quá trình của mình. Mình tận hưởng cái cảm giác, cái moment mà mình học được một cái gì đó. Nhìn cách mình phát triển, nhìn cách bản thân mình đối diện với những vấn đề đó, và mình nhìn ngắm cái đó giống như một bức tranh. Còn nuông chiều bản thân hay là chiều theo cảm xúc của bản thân, tại cái thời điểm đó mình nghĩ rằng là cái điều đó là cái điều mà mình làm là mình yêu thương bản thân mình nha. Nhưng mà thực ra nghĩ sâu hơn thì ra nó cũng không phải. Mình nghĩ là tình yêu, sự kỷ luật và sự tự do nó phải đi cùng với nhau. Nói rộng nói dài thì mình nghĩ là từ cái lúc mà mình livestream mọi người đến thời điểm hiện tại, bởi vì nó có nhiều thứ thay đổi lắm, nên là nhiều khi mình kể lại, mình không biết phải kể lại cho mọi người từ đâu. Mình chỉ nhớ có những cái khoảnh khắc là khi mà mình sực lại thì mình nhận ra là ô, cơ thể của mình thay đổi nhiều quá. Tất nhiên là theo hướng tốt nha. Nhưng mà mình mới thấy là nó giống như kiểu mọi người hay thấy, người ta hay nói là không cái thành công nào mà xuất ra trong một đêm ấy. Nhưng mà cái cảm xúc lúc đấy thì nó giống như kiểu như là mình đạt được một cái gì đó trong một đêm, tại vì mình chỉ nhận ra cái khoảnh khắc đó tại thời điểm đó thôi. Nhưng nó rõ ràng là nó là do một cái thành quả trong một khoảng thời gian dài, nỗ lực, đúng không? Nó đâu phải là một cái gì đó mà kiểu xuất hiện chỉ trong một đêm, một tháng hay là kể cả một năm đâu. Nó là một hành trình dài mà. Đôi khi mình sẽ thấy là nhiều khi mình quên mất, mình nhìn lại những cái đó không phải là kiểu để kể lể. Mình nhìn lại những cái đó thì mình biết là mình tự nói với bản thân mình là mình nên có tiếp tục cái động lực tiếp theo để mình đi tiếp này. Bởi vì những cái mình đang làm hay là đã làm thực ra nó rất là tốt mà.
mình vẫn đang ở trên con đường đấy mà, thì mình nên tiếp tục cố gắng chứ, đúng không? Khi mà chúng mình có một cái gì đó rồi đi, chúng mình phải luôn nhớ là mình phải có một cái chặng đường nỗ lực và cố gắng phía trước, thì đến bây giờ mình mới có những cái thứ ở trong tay. Nói về trời đang mưa, quá trời mưa, mình không biết mọi người có nghe cái tiếng sấm chớp không, nhưng mà hy vọng là nó cũng không có bị lớn quá. Mình kể ra mọi người cái câu chuyện này thì mình thấy, bởi vì mình cũng vừa tự nhắc nhở bản thân mình, đó là con người của mình. Những cái gì mà mình từ lúc khi mình xuất phát đến khi mình chặn đường, mình tiếp tục đến bây giờ, nó là con người của mình, nó là cách mà mình đối diện với những vấn đề, nó là cách mà mình đi tiếp, cách mà mình quan sát chính mình. Vậy nên thực ra mình là một sự tổng hợp của một quá trình dài, mình là cả cái vòng tròn này, và mình không bao giờ được quên đi những cái thứ đó. Một cái nữa mà mình nghĩ khá là hay, mình luôn cảm thấy fitness nó là một cái hành trình phát triển tư duy của mình. Mình nghĩ fitness và cuộc sống nó sẽ luôn có những cái mối liên kết với nhau. Nhưng đúng là phải đến một khoảng thời gian về sau, khi mà mình nhìn ngắm lại thì mình mới có thể nhìn ra được những cái thứ đó. Cái khoảng thời gian đầu tiên thì mình sẽ bị che mắt bởi những cái làm thế nào cho giảm mỡ đi, eo nhỏ hơn các thứ. Nhưng mà thực ra cái mà mình nhận được nhiều nhất nha, nó không phải là khi mình thấy cơ thể mình tốt rồi. Mình thấy cái mình nhận được nhiều nhất là những cái bài học, những cái kỷ niệm trên cái cuộc hành trình đó kìa. Và nhìn cái cách bản thân mình thay đổi trên cái câu chuyện đó, nó rất là thú vị, nó rất là dễ thương, nó rất là ý nghĩa. Và bên cạnh đó thì nó sẽ củng cố lên một cái tình yêu thương với chính mình. Tại vì mình luôn nghĩ đôi khi sẽ có những cái thứ mình cố lắm rồi, cố lắm luôn rồi, mình rất tập trung rồi, nhưng mà nó không được. Mình vẫn không nghĩ là nó không được, nhưng mà tại sao mãi có những người, người ta làm đến đoạn này rồi, người ta được như này rồi, tại sao mình làm mãi mình vẫn không được? Chắc chắn nó phải có một vấn đề gì đó. Nhưng dù sao thì tại cái thời điểm đó mình đã cố gắng hết sức rồi, thì cái lúc đó là lúc mà mình thấy đấy là cái tình yêu với mình, đấy là cái mà mình thấy mình đã nỗ lực hết sức với bản thân mình, với những gì mà mình có thể làm được rồi. Và mình không có gì để mình hối tiếc cả. Còn nếu như mà mình làm cái gì mà mình cũng không có hết sức thì suy cho cùng mình sẽ bị hối tiếc bởi một cái gì đó. Thì đấy là cái suy nghĩ của mình. Thì đến bây giờ đi, khi mà mình gọi là mình cũng không quá là tập trung vào cái việc là làm sao để mà giảm cân hay là kiểu giảm mỡ như ngày xưa nữa. Bây giờ mục tiêu của mình thì mình muốn duy trì cái thể lực của mình, mình muốn tập trung vào cái skill đi dạy của mình, mình muốn có thể phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. Nhưng bên cạnh đó thì mình vẫn muốn tập luyện để mình có thể bóc dáng của mình sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nói chung là cái mục tiêu của mình nó khác với trước đây rồi. Và mình có một cái mục tiêu nữa là mình muốn có thể truyền đạt và chia sẻ những thứ đó đến những người xung quanh mình, không chỉ là học và giữ cái đó cho riêng mình, mà mình có một cái mong cầu là mình có thể tạo ra được những cái giá trị từ những cái câu chuyện đó. Thì mình nghĩ là cái hành trình fitness của mình kể lại có thể nó sẽ hơi khác so với người khác một chút. Mình sẽ không có kể là mọi người phải ăn uống như nào, hay là mọi người sẽ phải đi tập ngày tuần bao nhiêu buổi, hay là tập những bài gì. Tại vì mình nghĩ những cái đó thì nó cũng kiểu nhiều người chia sẻ lắm luôn rồi á. Mình chỉ thấy là nếu như mọi người đặt ra cho mình một cái mục tiêu tập 3 buổi một tuần, hay 5 buổi một tuần, hay là tập bài gì, thì hãy tập trung, hãy cố gắng hết mình. Đừng bao giờ làm cái đó nó bị một nửa hết. Mình đã nói là mình tập, mình đã nói là mình ăn uống eat clean hay cái gì đó, thì hãy nghiêm túc, kỷ luật, duy trì, kiên trì cái điều đó trong một khoảng thời gian dài vừa đủ. Và đến một đoạn tự nhiên mọi người nhìn ra, mọi người sẽ thấy mọi thứ nó thay đổi.
Nói nghe nó không phải nó bất khả thi đâu mọi người. Tất nhiên là trên cái hành trình đó thì mình đừng quên là sẽ có những cái đoạn là mình review lại. Có thể là sau 3 tháng, sau 6 tháng mình review lại, mình xem là cái cơ thể của mình nó khác đi chưa, mình xem mình có khỏe lên không, mình xem là mình có sống tích cực hơn không, mình xem là một năm tiếp theo thì mình sẽ làm gì. Thì đó là những cái mà mình nhìn lại á, không phải là để mình đánh giá. Mình nhìn lại để mà mình cảm thấy là mình có cái điểm gì đó thì mình tiếp tục này. Mình có thêm cái động lực, mình có cái động lực để mình bắt đầu rồi thì mình hãy tự tạo cho mình cái động lực để mà mình tiếp tục. Và cái hành trình đó đừng bao giờ quên là mình hãy trân trọng, hãy tận hưởng cái quá trình đó với bản thân mình. Tận hưởng có nghĩa là kể cả nó là những cái khó khăn, kể cả nó là những cái vất vả, thì đó là cái hành trình của mình, đó là những cái bài học của mình. Đừng bao giờ vì những cái mà nó khó quá thôi mình bỏ, bởi vì sao mình phải sống như thế. Thực ra nếu như mà mọi người đang theo đuổi những cái mọi người muốn, thực ra nếu như mình đang theo đuổi cái mà mình muốn đi, thì cho dù nó có khó khăn, có vất vả, thì thực ra đó là cách mà mình đang trân trọng mình, đó là cách mà mình đang củng cố cái giá trị của mình với mình trước và với cái cuộc sống của mình. Và đấy là cái góc nhìn của mình khi mà mình có thể nhìn cái câu chuyện của mình qua một cái góc nhìn tổng quan. Và tất nhiên là mình cũng còn rất là nhiều thứ mình có thể nói với mọi người nhiều hơn. Mình hy vọng nếu như mọi người có cái câu hỏi nào thì mọi người có thể hỏi mình, thì biết đâu mình cũng có thể nhìn lại cái hành trình của mình nó sẽ rõ hơn. Tại vì đôi khi nó cũng dài quá, mình cũng không biết phải kể những cái đoạn nhỏ đến đấy từ đâu hết. Thì đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Sa hy vọng là qua những cái câu chuyện hoặc kể cả là qua những cái video mà Sa có upload ở trên mạng xã hội đó, thì có thể truyền cho mọi người một chút động lực hay cảm hứng để không chỉ là mọi người thấy những cái điều đó nó không phải là không khả thi, nó là những điều mình có thể làm được. Cái gì mình muốn mình cũng có thể làm được hết, chỉ là mình phải tập trung, mình phải cố gắng và mình phải theo đuổi nó đến cùng. Và quan trọng là hãy luôn tập trung vào bản thân mình, tập trung vào hành trình của mình. Và đến một ngày nào đó, mình hy vọng là cái moment mà mọi người cảm thấy tự hào về chính mình nhiều hơn nữa, những cái moment đấy nó sẽ đến thật nhiều. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở những podcast sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.